Trước tiên chúng con xin kính chuyển đến máy ở đạo tràng Tùy Duyên. Dạ, xin cho đến máy ở đạo tràng Tùy Duyên. A Di Đà Phật, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho mẹ con tên là Nguyễn Thị Thẻ, pháp danh Diệu The, 85 tuổi. Mẹ con mắt kém, chỉ nhìn thấy mờ mờ, thỉnh thoảng đau yếu, bệnh của người già như đau bụng, đau xương khớp. Mẹ con có 5 người con trai, 2 trai đầu, 3 gái ở giữa. Một anh trai đầu đã chết. Trước đây do chưa hiểu, con đã đưa cho mẹ nghe các loại thể pháp mà con có được. Nên giờ mẹ con rất hay lấy pháp ra để cải lý. Mẹ con còn sợ chết, tuy miệng nói không sợ. Mẹ con còn hay hờn dỗi nếu các con không hỏi thăm. Mỗi khi hờn dỗi là mẹ con nói rất khó nghe. Có mặt con này thì mẹ nói xấu con kia. Mẹ con đã chia đất cát cho con trai, còn con gái thì không được chia đất. Nên mẹ con muốn tích góp tiền mua cho mỗi chị gái một đôi hoa tai bằng vàng. Gia đình chúng con đã mời ban hộ niệm chú Phúc Trí hộ niệm cho mẹ con. Chúng con đều nghe theo ban hộ niệm hướng dẫn. Mẹ con thường ngày cộng tu với đạo tràng Khoái Châu Hưng Yên tại nhà của con và vào Zoom thế giới hộ niệm. Mẹ con cứ ước nguyện được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị một lần để mẹ con vững vàng niềm tin, buông bỏ muôn duyên. Gia đình chúng con cũng xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi điều giải các chư vị oán thân trái chủ cho mẹ của con, để hết báo thân này mẹ con có phước phần vãng sanh về Tây phương cực lạc. Chúng con thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Mẹ Diệu Thê là A-di-đà-phật cụ đó hả? Con nghe nói cụ muốn vãng sanh Tây phương cực lạc, con mừng lắm đấy. Nhất là có ban hộ niệm Phúc Trí, mong mẹ cố gắng thực sự Phúc Trí hướng dẫn hộ niệm tốt lắm đấy. Một đời này mà bác gặp được những cái ban hộ niệm có cái nhiệt tâm đã đưa nhiều người vãng sanh rồi, mong mẹ cũng là một người vãng sanh mới tốt. Mẹ Diệu Thế ơi, vãng sanh về Tây phương cực lạc là do cái lòng thành lòng kính của mình mà được Phật tiếp độ vãng sanh, chứ không phải là do lời khai thị của Diệu Âm đâu, không phải đâu. Cũng như nếu cụ nghe Phúc Trí hướng dẫn nhắc nhở mà cụ không làm theo thì đường vãng sanh sẽ khó lắm đấy, chắc chắn. Con tin tưởng rằng là với 85 tuổi đầu, trong 85 năm qua hình như cụ khó tìm ra được một người ra đi thân tướng mềm mại tươi hồng đó cụ. Trong những người đó nhiều khi có thân bằng quyến thuộc của mình ra đi, mình thì định nghĩa rằng là ông theo vị này, bà theo vị kia, theo cảnh này cảnh nọ, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng thực ra khi biết hộ niệm rồi thì nhìn cái thân tướng đó, mình biết là ông bà cụ kỹ của mình hay là những người mình đã thấy người ta ra đi, biết là người ta đi về cảnh giới nào liền. Một người mà đi về cảnh giới thiện lành nhất định thân tướng phải là tướng lành. Một người không đi vào được những cánh lành, tức là đi đọa lạc vào ba đường ác đạo, nhất định thân tướng sẽ cứng được, rất là xấu. Như vậy thì chắc chắn cụ có thể suy niệm ra một đời người có người tu nhiều, có người tu ít, có người không tu.
Có người lý luận này lý luận nọ, nhưng đi sau cùng rồi thể hiện một thân tướng hoàn toàn không tốt đẹp, chứng tỏ họ đã thất bại rồi. Chính vì thế mà trong thông tin này có nghe nói là trước đây cụ nghe pháp nhiều lắm, giờ đây cụ thường hay dùng pháp ra mà để lý luận. Thực ra thì chính Diệu Âm trước kia cũng nghe pháp nhiều lắm. Thực sự Diệu Âm là của người nghe pháp, nhưng khi nghe được pháp niệm Phật, thấy được pháp hộ niệm, tự nhiên giật mình tỉnh ngộ. Chính Diệu Âm này đã giật mình tỉnh ngộ và vội vã không đi lang bang nữa, không đi lung tung nữa, mà đính vào câu A Di Đà Phật cụ ơi, đính vào pháp niệm Phật cụ ơi, quyết làm kết hợp với đồng tu để cứu mình khi mình xả bỏ thân xác này. Nếu thực sự không có người giúp mình hướng dẫn, nhắc nhở, gỡ rối, hỗ trợ cho mình lúc mình ra đi, chắc chắn mình sẽ theo cái cánh gọi là cánh ách nạn, giống như những người mà trước đây mình đã từng gặp đấy này. Chính vì thế khi gặp được pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh, giờ hôm này thấy từng người ra đi thân tướng quá tốt đẹp. Đọc lại trong lời kinh Phật dạy, người nào nghe được danh hiệu của Đức A Di Đà, phát tâm tin tưởng, vui vẻ niệm danh hiệu của Ngài, cầu sanh về nước Ngài. Nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Phật nói những lời này, Phật không đòi hỏi những người thành tâm niệm Phật phải lý cao luận diệu. Phật không đòi hỏi những người phải hiểu thấu đạo lý gì cao siêu. Phật chỉ nhắc đến hai chữ tín và nhạo. Tín là thành tâm tin tưởng, nhạo là chí thành chí kính. Người nào chí thành chí kính thật thà niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Có chút ít công đức lành gì, nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm cõi tịnh độ, để bồi đắp cái hoa sen của mình trên ao Liên Trì, rồi mình về ngự trên đó. Mẹ Diệu Thế ơi, đừng nghe nói cái hoa sen chút xíu ở ngoài đồng, không phải đâu. Hoa sen trên cõi Tây Phương Cực Lạc nó to hơn cả cái nước Việt Nam của mình, nó vĩ đại như vậy. Nếu mình còn tham đắm ở cõi này, mình cứ lấy hoa sen tượng trưng cho Phật giáo, thực ra cái hoa sen tại cái cõi này chỉ bằng bàn tay là nhiều, nở ra một vài ngày thì tàn đi, đó chẳng qua là cái biểu tượng thôi chứ cũng không hay ho gì cả. Còn hoa sen của mình trên cõi Tây Phương to như cá một cái quả địa cầu này, nhiều khi có những vị có cái hoa sen to tới quả địa cầu này luôn, nó vĩ đại trang nghiêm như vậy. Cho nên mong mày hãy cố gắng quyết lòng buông tất cả ra niệm Phật nghe mẹ. Con cái trong gia đình biết thương yêu mình, biết nâng đỡ mình, mừng lắm đấy. Và đã tìm được ban hộ niệm phúc trí. Xin mẹ Diệu Thế hãy cố gắng quyết lòng nghe lời phúc trí để được vãng sanh nhé. Nên nhớ cho ở đời này sống thọ hay sống không thọ cũng chỉ là một thời gian ngắn tạp. Cô nghĩ thử coi, ba mẹ mình đâu rồi, ông nội ông ngoại mình đâu rồi, tất cả hình như trở về dĩ vãng hết trơn, thì mình cũng có ngày đi vào dĩ vãng như vậy. Chỉ có thắng là khi mình bỏ thân xác này, mình đi về con đường an vui cực lạc.
tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu khi xả bỏ báo thân này mà không đi về được Tây Phương Cực Lạc, đành phải đi vào con đường gọi là tam ác đạo. Vì sao Diệu Âm nói như vậy? Vì chính Phật đã cảnh cáo một cách vô cùng cay đắng cho chúng sanh biết là nhân thân nan đắc. Phật nói đến nỗi mà một người khi chết đi trở lại làm người khó cũng chẳng khác gì một người đứng trên đỉnh núi Tu Di thầm cái sợi chỉ xuống dưới chân núi Tu Di mà lòn qua lỗ kim vậy. Khó như vậy đấy. Như vậy thì hôm nay chúng ta gặp được pháp môn hộ niệm hỗ trợ cho chúng ta để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cỡ chi chúng ta hững hờ. Mong cho các vị, các cha các má quyết chí nhé, muốn vãng sanh, mong sao cho thân này hết đi càng sớm càng tốt. Cụ Diệu Thế ơi, mẹ Diệu Thế ơi, con nói như vậy mẹ có quyết lòng vãng sanh không vậy? Quyết lòng không mẹ? Nếu quyết lòng mẹ giơ tay lên vỗ tay cho tất cả mọi người với. Đúng, vỗ tay lên đi. Nhớ muốn vãng sanh thì cái tâm mình phải thật nhé. Tâm mình thực sự muốn vãng sanh. Muốn vãng sanh thì không được sợ chết nhé. Bệnh xuống không còn than nhé. Nhất định tình chấp thế gian buông ra đi. Nhiều khi mình giận hờn một đứa con cũng là vướng mắc. Mình thương nhớ một đứa con cũng là vướng mắc. Tại vì Phật dạy rõ rệt mà. Không cách những cái luyến ái gia tộc, nhất định không rời khỏi cõi ta bà này. Mà không rời khỏi cõi ta bà này thì chúng ta vướng lại. Vướng ở đâu? Đời sau không vướng làm người mà vướng lại những cánh tam ác đạo. Khổ ơi là khổ, kinh hoàng vô cùng. Nguyện cho mẹ Diệu Thế nghe những lời nói này quyết lòng buông trỗi lưỡi trỗi lùi. Cụ chịu không? Ai nói gì nói không thèm giận, cụ chịu không? Chịu. Ai la gì la, mình cứ mỉm cười. Tất cả những người la mình là tới gỡ nạn cho mình. Những người mà cố gắng làm khó mình tức là những người gỡ nạn cho mình. Cảm ơn tất cả. Có cái tâm cảm ơn này chính là đầu mối cho cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho cụ mẹ Nguyễn Thị Thể pháp danh Diệu Thế quyết chí vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho chư vị trong pháp giới thấy mẹ Diệu Thế quyết lòng vãng sanh, xin chư vị cũng quyết lòng niệm Phật hộ niệm tiễn đưa từng người vãng sanh. Cầu mong cho chư vị cũng mau mau xả ly cảnh đời khổ nạn này, quyết chí niệm Phật trở về Tây Phương cùng nhau thành đạo. A Di Đà Phật. Vỗ tay đi mẹ, vỗ đây đi chư vị, quyết lòng hộ niệm cho nhau nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.